Vâng, em Minh Chiến mình định xin chào tất cả các bác. Cũng như hứa hẹn tối nay em test cặp loa L36 được cát, cặp loa rất là xuất sắc nha. Tất cả nguyên zin từ A tới Z, dòng này là của Anico nên rất là nói chung là con này là dòng ít được cát, con 26, 36 rất là nổi tiếng nha. Ba đường tiếng sở hữu là một chung một chép, một bát 25, một lỗ thông hơi phía trước. Thích hợp cho phòng 35 mét vuông đô lại nha các bác. Dòng này là dòng chuyên nghe nhạc nên âm thanh nó ra cực kỳ là rõ nét và chi tiết, chuẩn, trung thực. Và em sẽ ghép với nó là con Lukman L58A 58A dòng chưa ký nha các bác, 280W, chạy mạch Class A rất là hay, dòng rất là nổi tiếng rồi. Nghe như âm đi đèn. Và em đang chạy con CD. Bác nào lấy con CD này thì alo cho em luôn nha. Con CD Marang mà hồi em thường test nhạc cho các bác này. Này, con là CM6001, không có khiển nha các bác, 6001 hai cơ đĩa MD và CD, nói chung là mạch mèo vàng gold, đẹp không tì vết nha. Đấy, bác nào lấy tại đây con này là hàng em đã dùng rồi, em test nha, em dùng để test đĩa mở nhạc cho các bác thôi, nên em bán giá vốn cho các bác là 4,7 triệu nha, 4,7 triệu. Bác nào lấy thì alo nhanh tay cho em nha, 4,7 triệu bán không lời nha các bác. Một hồi em bán con này là 5,5 triệu nha, là em kiếm vài trăm đấy. Giờ em bán cho bác nó nhanh tay giá 4,7 triệu, bác còn lấy về nghe CD, dòng CD Marang dòng 6002 6001 tiếng ra rất là hay nha. Đây thì chiều nay là em có về một bộ mic Beta 287A nha, rất là xuất sắc nha các bác, nguồn đa nguồn điện luôn nha, 100V đến 220. Bộ này là giá 12 triệu nha, rất là mới, hàng sưu tầm, em để trên này, bữa mai em giới thiệu xem, mai nó về thêm mấy bộ SM58 nữa. Sẽ mời các bác nghe thử chất âm của bộ này nha. Các bác nào chốt thì alo cho em. Cặp loa giá 16,2 triệu, con âm ly là giá 15,5 triệu. Các bác nào lấy nguyên bộ thì loa 16, âm ly 15, tổng bộ là 31 triệu. Người ơi, nếu
người đây.